Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Slenderilla, The School. Let's go. Ok, và đây là một tựa game ma. Một trường học ma. Món đồ đầu tiên. Wow. Oh my god. Tiếp tục, mình sẽ sang phòng tiếp theo. Có gì ở phòng này? Tiếp tục nào. Đồ thứ hai. Let's go. Tiếp tục, bây giờ mình thì mình sẽ lên trên tầng 2. Đây là phòng vệ sinh. Wow. Chìa khóa thứ 3. Rất là nhiều chìa khóa luôn. Phòng bếp. Không có gì ở phòng bếp này. Món đồ thứ ba. Rồi sau đó thì mình sẽ sang bên này, bên dãy này. Các bạn phải đi tìm hết tất cả các phòng, sau đó thì tìm tất cả 8 món đồ là các bạn sẽ thoát khỏi môi trường học ma này. Wow. Một con gấu bông. Đó, các bạn đi xung quanh tất cả phòng, sau đó thì sẽ tìm kiếm đủ 8 món đồ. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Wendy and in the Machine. Chapter 1. Let's go. Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Tới bên này thì các bạn phải làm từng nhiệm vụ một. Thì khi làm nhiệm vụ xong nhiệm vụ một thì các bạn mới đến nhiệm vụ hai được. Nó nghĩa là nó nối tiếp thì nó không thể nào cách quãng được. Ok, ở đây thì mình sẽ nhặt từng cục pin. Tại vì khi các bạn chưa nhận nhiệm vụ hai thì các bạn sẽ không lấy những món đồ tiếp theo. Đó. Ok. Cho hai cục pin này vào. Sau đó thì mình sẽ khởi động cái máy lên.
Rồi, let's go. Nhiệm vụ tiếp theo đó là các bạn phải đi tìm xong món đồ này, sau đó thì bỏ lên sau cái trụ. Here. Wow, món đồ đầu tiên. Oh my god. Joey, what were you doing? Món đồ thứ hai. Một chú gấu bông bên đi. Món đồ thứ ba. Một quyển sách. Và mình sẽ ra đây lấy luôn cả bánh răng cưa. Đó là món đồ thứ tư. Còn hai món đồ nữa thôi. Đó là một cái đĩa và một cái lọ gì đó. Ok, let's go. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Okay, that's all of them. Đã đủ sáu món. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Một cấu trúc máy móc đã bắt đầu chuẩn bị điều hành được. Mình xin đường này. Ok. Rồi, khởi động ở đây thôi. Ready, đã sẵn sàng. Wow. Xuống thôi. Khởi động luôn cái này ra. Let's go. Definitely come in handy.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderina 2D. Okay, let's go. Wow. Vào cánh cửa đầu tiên. Sau này không biết có gì không. Một chữ số 7. Số ok, ra ngoài nào. Tiếp tục sang cánh cửa tiếp theo. Wow. Một chiếc chìa khóa. Ok, let's go. Wow, mình sẽ đi thẳng xem có gì không. Oh my god. Một bộ xưa. Và mình sẽ dùng chiếc búa này đập bức tường này đi. Số 2. Wow. Oh my god. Bà tao vẫn đứng yên một lúc. Wow 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 wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny Chapter 2. Let's go. One day. Okay. I see you. Okay, mình sẽ lên trên tầng 2 luôn. Đây rồi. Một khẩu súng điện. So let's go.
Miss. Một miếng thịt tươi. Oh my gosh, mình không để ý con quái vật ở dưới nước này rồi. Wow, 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 wow. Vẫn nó cắn chết luôn. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 5. Surrender Rising 2. Let's go. Ok, và tựa game này thì các bạn phải đi truy tìm 7 con ma. Nó sẽ bay bổng ở trong cái map bản đồ này. Khi các bạn bắt được một con thì con thứ hai nó sẽ xuất hiện. Và tiếp tục như thế, con thứ ba, con thứ hai khi bắt xong thì nó sẽ xuất hiện con thứ ba. Chứ nó sẽ không xuất hiện cả 7 con một lúc đâu. Ok, mình sẽ đi đường này xem thế nào. Một hẻm rất là sâu luôn. Đừng có loạn ngõ cụt. Wow, cụt thật. Ở đây có tiếng khóc. Tiếng khóc thôi chứ còn còn không thấy người đâu, hoặc có thể là người đang bị ở trong đó nhưng đang trốn đi. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục ra ngoài xem như thế nào. Tiếp tục đi này. Gần đây có một con ma. Khi các bạn đến gần một con ma nào đó thì nó sẽ có những cái điểm báo như thế này. Đây rồi, không biết là có kịp không. Ok, chịp nữa nó chạy mất. Rồi tiếp tục đi vào trong sau. Xem có gì không. Let's go baby. Khi gặp Slender các bạn phải quay đi thật nhanh. Tránh Slender nhìn các bạn lâu. Nếu mà nhìn lâu thì các bạn có ó. Nhìn lâu là có thể các bạn sẽ bị ông ta bắt mất. Và lúc đó các bạn là phải chơi lại từ đầu. Và những cái tìm kiếm của các bạn từ lúc chơi cho đến lúc bị ông ta bắt thì là các bạn lại phí phạm và lại phải chơi lại từ đầu thôi. Rồi cứ đi xung quanh cái map bản đồ này xem có không. Đó, cách chơi của tựa game này rất đơn giản thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Rift. Let's go. Let's go. Boom. Wow. Mình sẽ giải cứu cô gái này sống lại. Không ngờ gặp những đoàn quân của con quỷ này. Đâm ra mình cũng chết một lần. Thank you.
Ok, thành công rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Granny, Chapter 1. Let's go. Developer. Ok, let's go. One day. Let's go, baby. So let's go. Đây là một cái phích cắm. Oh man, chạy thôi. Rồi mình sẽ đi chuồn được này. Mình sẽ để đây. Ok. Một quyển sách. Và mình đã xuống đây xem nào. Okay, let's go. Rồi mình sẽ nhặt cái này lên. Sau đó thì sẽ lên trên tầng 2 luôn. Oh my god. Đập ngay vào tay trên tầng 2. Wow, wow, wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Kezi, Brani. Rồi, let's go. Yeah, ok. Tiếp tục nào. Level mấy đây? Level 2. Oh my gosh, ok. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Tiếp tục nào. Đây là level mấy nào? Level 3, ok. 1, 2, 3. Rồi, let's go. Tiếp tục nào. Quánh tiếp. Rồi, còn một anh chàng thôi. Đơn giản thôi. Tiếp tục nào. Bây giờ không biết là level mấy. Level 2. Level 2 rồi. Nằm có level 5 đúng không? Chị ạ. Rồi. Cứ thế rồi tấn công thôi. Các bạn tránh những điểm mà khi những anh chàng này có những điểm màu sáng này. Bởi vì nếu có màu sáng thì anh ta sẽ đánh các bạn ngay. Đó. May là mình là lé kịp. Không dễ. Dễ là mình thua rồi. Tiếp tục là level 4. Wow, level 4 là mình thấy khó nhất bởi vì là diện tích của cái sân đấu này rất là ngắn, nó thấp. Đó, mình thấy ngã luôn. Oh my god. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.